Em xin kính chào quý vị và anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thắng Ô Tô Cũ, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Và ngay bây giờ đây thì em xin phép là sẽ giới thiệu cho anh chị mẫu xe Mercedes chưa bao giờ là hết hot. Với một mẫu xe được sản xuất năm 2012, động cơ 1.8 và chiếc xe này thì đăng ký lần đầu 2013 anh chị nhé. Và bên em đang chào bán cho chiếc xe này với mức giá là 595 triệu đồng. Đó, một mẫu xe độ chống ồn rất là tốt, đi cực kỳ đầm và chắc chắn. Thì với chiếc xe này đây thì ngay bây giờ em sẽ giới thiệu qua tổng thành, form dáng cũng như là nội thất để cho quý vị và anh chị cùng tham khảo đối dòng Mercedes E200 2012 đăng ký 2013 này. Thì ngay bây giờ em sẽ đi từ phần đầu xe trước anh chị nhé. Thì ở đây với phần đầu xe thì anh chị có thể thấy là mặt tản nhiệt phía đằng trước thì hoàn toàn bằng mạ chrome. Đó, mạ chrome sáng bóng, nhìn xe rất là đẹp luôn, rất là khỏe khoắn. Và tiếp theo nữa là với hình logo của hãng, hình ngôi sao ba cánh thì được nằm chỗm trệ ở giữa luôn này. Và biển chiếc xe này thì được mang biển kiểm soát ở Hà Nội anh chị nhé, 30F89460. Và tiếp theo nữa đó chính là hệ thống đèn bi salon. Đèn bi salon nha anh chị nhé. Đèn bi salon này thì cũng được tích hợp rất là nhiều tính năng. Đó, cũng được tích hợp rất là nhiều tính năng thông minh của ánh sáng rất là nhiều rồi. Đó. Và với chiếc xe này thì hệ thống cảm biến cảnh báo va chạm đằng trước ở đây thì đã được trang bị xung quanh phần ba đầu sốc ở phần đầu xe. Đó, xung quanh luôn nhá. Chúng ta có 6 cảm biến cảnh báo va chạm ở phần ba đầu sốc đằng trước. Đó. Rất là nhiều đúng không ạ? Tính năng an toàn rất là cao để trang bị cho dòng xe Mercedes này. Thì tiếp theo nữa là xuống ở gần dưới cụm đèn pha thì chúng ta có rửa đèn pha. Có rửa đèn pha này. Đó, tiếp theo thì xuống tới đèn gầm của xe thì chúng ta được trang bị ở đây. Với khu vực đèn gầm thì trang bị là giải đèn nét. Đó, giải đèn nét đây. Và với chiếc xe này thì những cái chi tiết mạ chrome được chạy xung quanh xe là giúp chúng ta là tăng độ nổi bật lên cho xe rất là nhiều và nhìn rất là đẹp luôn. Đó. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị tiếp nữa, đó chính là ở hệ thống phanh ABS thì chúng ta được trang bị ở đây là 4 bánh hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Đó, và hỗ trợ chúng ta khi mà ga tăng tốc độ đấy. Đấy, nhanh thì có hệ thống chống chân trượt luôn. Rất là nhiều tính năng thông minh được trang bị trên chiếc xe Mercedes này. Đó. Và mâm la răng của xe ở đây thì là mâm này là mâm 16 anh chị nhá. Mâm 16. Và mâm la răng của xe thì rất là đẹp luôn. Mâm này là mâm đúc này. Đó, và phía bên trong với phần má phanh thì anh chị có thể quay sát luôn cho anh chị là ở đây với phần má phanh này thì rất là đẹp luôn. Đó, không bị mòn gì cả. Má phanh còn rất là mới. Và tiếp theo thì em sẽ cho mọi người thấy đó chính là xinh nhan thì được tích hợp trên gương đây. Xinh nhan được tích hợp trên gương bằng giải đèn nét này. Và hệ thống lẹp chân kính và viền chân kính thì ở đây thì bác chủ cũng đã lẹp hết cho chúng ta rồi. Nhìn xe rất là đẹp, đó, nổi bật hơn rất là nhiều. Và tiếp theo nữa thì em sẽ quay xuống phần gầm cho anh chị xem đối với gầm của chiếc xe Mercedes này nó như thế nào. Thì đây, đối với phần gầm của xe thì xuống dưới này đây thì đây chính là phần gầm đấy ạ. Gầm bệ của xe thì rất là đẹp luôn. Và gầm khu vực gầm ở dưới này ấy, thì đã có một lớp lót lỉ chống ồn ở dưới gầm rồi. Nên là hệ thống cách âm rất là tốt luôn nhá anh chị nhá. Hệ thống cách âm rất là tốt này. Phía dưới gầm thì chúng ta cũng đã có một lớp lỉ chống ồn ở khu vực dưới gầm. Đó. Đối với những dòng xe mẹc xe sang thì người ta rất là chăm chút. Đó. Vì đây là một dòng xe sang. Đấy. Đây là được trang bị rất là nhiều những tính năng để làm sao mà cho khách hàng chạy ổn định nhất và tốt nhất. Đó. Khi anh chị lựa chọn những mẫu xe Mercedes. Và trước mặt chỗ này ngay bây giờ thì đây, em sẽ quay cho anh chị với phần đuôi xe anh chị nhá. Về với phần đuôi xe thì ở đây thì của chúng ta đó chính là với hệ thống cụm đèn chiếu hậu của xe thì đã full nét hết rồi. Đó, hệ thống cụm đèn chiếu hậu của xe là full nét hết rồi anh chị nhé. Đó, và tiếp theo nữa là như em đã nói là với chiếc xe Mercedes E200 này thì có những chi tiết mạ chrome chạy xung quanh xe
nhìn xe nổi bật hơn rất là nhiều. Và những chi tiết chỉ của xe thì vẫn còn rất là cân đối, không bị lệch một lệch lạc một chút nào cả. Và với chiếc xe này thì hệ thống và hệ thống camera lùi đây, có hệ thống camera lùi và cảm biến lùi xung quanh cảm biến lùi là sau chiếc xe Mac này sẽ giúp chúng ta dừng đỗ tốt hơn rất là nhiều. Và form dáng thì vẫn còn nguyên form nha anh chị nhá. Form thì vẫn còn nguyên form này, không bị lệch lạc form một chút nào cả. Đó. Và tiếp theo thì em sẽ mở với phần cốp ra cho anh chị tham khảo này. Đây. Phần cốp của xe thì cũng khá là rộng luôn anh chị nhá. Cốp của xe đây ạ. Đây chính là phần cốp của xe này, rất là rộng rãi luôn, để đồ thoải mái. Đó. Và đây, lốp sơ cua đây. Và những cái phần đây để em đây, những cái phần tôn phía bên trong này. Đó. Không bị han gì, mối mọt gì. Những cái đinh 8 vẫn còn nguyên này. Đinh 8 rất đẹp luôn nhá. Bên trong thì không có bị han gì, mọt miếc gì cả. Mặc dù là đời 2012 nhưng mẫu xe Mẹt thì những cái mẫu như xe như thế này thì chúng ta không cần phải lo. Một mẫu, những cái dòng xe sang này thì người ta độ chất lượng rất là cao. Đó. Lốp sơ cua đây, những cái đồ kích nốt kích nước đây. Đó, còn nguyên bản hết nha anh chị nhá. Đó, và những cái phần keo chỉ của xe thì chúng ta không phải nói rồi. Những cái này zin zin luôn. Đó. Keo chỉ ở phần phía cốp này. Đây là những đây là cái cảnh báo đây nha anh chị nhá. Khi mà chúng ta xe gặp sự cố đây, để ra đằng sau xe để thông báo cho xe phía sau là chúng ta đang gặp sự cố. Và tiếp theo thì em sẽ mời anh chị vào bên trong với phần nội thất của xe để chúng ta cùng tham khảo đối với phần nội thất bên trong nhé. Nội thất bên trong của xe ghế da bọc màu đen. Mà ghế da này thì đã ghế da thì sọc kẻ ở trên ghế. Đó, ghế da bọc sọc kẻ anh chị nhé. Ghế da màu đen sọc kẻ trên ghế. Đó, ghế da cũng rất là đẹp luôn. Ghế da còn rất là căng và ống bẩy nhá. Đối với 2012 thì ghế da này đi rất là giữ gìn. Đó, đã rất là giữ gìn rồi. Rất là đẹp luôn anh chị này. Và bên trong những cái phần táp lô táp ly của anh cửa và phần thì đã ốp những cái giả vân gỗ lên nhìn rất là đẹp. Và đây, đây chính là những cái phần trên phần táp lô này. Đó. Chúng ta có thể thấy là những cái thanh ốp viền giả vân ốp viền vân gỗ đây. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, và những cái và với phần táp lô táp ly của xe thì rất là bóng bẩy luôn, không có bị mòn gì cả. Và bác chủ đi xe này rất là giữ gìn. Nhìn cánh cửa thôi là đã thấy là xe này rất là giữ gìn rồi. Đó, rất là đẹp luôn, không có một vết xước sát gì cả cho chiếc xe cho cánh cửa của chiếc xe này. Và hệ thống khu làm mát phía sau thì ở đây thì chúng ta cũng có một khu vực làm mát phía đằng sau anh chị nhá. Đây có cả tăng giảm nhiệt độ này, tăng giảm gió, khu vực điều hòa độc lập riêng dành riêng cho đằng sau. Đó. Và tiếp theo thì ở những cái bên cột đây, bên cột thì chúng ta cũng có các cửa sổ gió này. Đó, để tất cả những người ngồi đằng sau đều có thể mát. Anh chị nhá, đều có thể mát này. Đó, chỉ có những dòng cao cấp người ta trang bị rất là nhiều những tính năng thông minh nhất để cho quý vị và anh chị khi lựa chọn chiếc xe Mẹt là chiếc xe sử dụng cho gia đình mình. Và tiếp theo nữa là hệ thống khóa điện thông minh thì chúng ta đã được trang bị ở đây. Trên tay đóng cửa chính này đã được trang bị khóa điện thông minh đi ạ. Đó, khóa điện thông minh đây anh chị nhé. Và tiếp theo thì em sẽ mở bên trong ra phần ghế hàng ghế lái này. Đối với hàng ghế lái thì chúng ta có ghế chỉnh điện đây. Có ghế chỉnh điện này. Có ghế chỉnh điện đây ạ. Đó, có ghế chỉnh điện này. Và đây chính là hệ thống ghế gương kính chỉnh điện đây. Đó, gương kính chỉnh điện này. Đây hiển thị ở trên đây anh chị nhá. Đó, có gương kính chỉnh điện đây, cục điện này. Và đây có cả nút mở cốp luôn cho anh chị đây. Nút mở cốp ở phía dưới phần hộp để đồ đây. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta có bộ chỉnh ánh sáng ở ngay cửa gió phần dưới phần táp lô này. Đó, bộ chỉnh ánh sáng đây. Và với chiếc xe này thì có cũng
với chiếc xe này thì chúng ta được trang bị đầu CD, ở đầu DVD nhé anh chị nhé, đầu DVD đây ạ. Và đây chính là cái kéo rèm phía đằng sau của xe. Ở phần cuối xe kéo rèm lên cho khi mà chúng ta người ngồi đằng sau ấy, ánh nắng hất vào ấy. Đó thì hệ thống rèm nó sẽ kéo lên. Đó, đây em đang ví dụ ở đằng như đằng trước nhá. Đây đang đi ví dụ. Đó, thì rèm phía đằng sau từ chân kính này sẽ kéo lên, sẽ giúp chúng ta dừng đỗ, sẽ giúp chúng ta chắn nắng tốt hơn nha anh chị nhá. Đó. Và tiếp theo thì đây chính là chỉnh cái cổ ghế anh chị nhá, chỉnh cổ ghế đây. Ở hàng ghế đằng sau. Đó, chỉnh cổ ghế đằng sau nhá, cho những hàng ghế đằng sau ngồi tựa cái cổ chúng ta nó đến mức tối ưu thoải mái nhất. Đó. Với và tiếp theo thì về phần đây, trên đây thì chúng ta có giải loa rất là dài. Đó, loa thì âm thanh rất là nghe cực kỳ chất lượng luôn. Riêng về dòng Mạc này thì âm thanh của xe thì cực kỳ là chất lượng anh chị nhá. Đó. Và những cái ốp vân gỗ được chạy xung quanh xe nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, xung quanh phần nội thất phía bên trong. Xung quanh luôn. Và tiếp theo thì chúng ta có ở trên vô lăng thì được tích hợp phím tăng giảm âm lượng và nút nghe gọi này. Và đây chính là bộ điều chỉnh trên màn hình hiển thị cài đặt chế độ. Đó. Và đằng sau vô lăng thì chúng ta có ở đây đó chính là ở đằng sau đây thì chúng ta có đó chính là ở đây thì có đây là giới hạn tốc độ đây, giới hạn tốc độ này, điều chỉnh này nhá. Và đằng sau thì chúng ta có đó chính là đây, cái gẩy gạt mưa này, gạt mưa đây anh chị nhá. Đó. Và nếu quý vị và anh chị có quan tâm đến chiếc xe này, hãy đến thẳng với cơ sở bên em tại địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương để được xem xe trực tiếp anh chị nhé, gần khu 25 tầng. Và ngay bây giờ đây thì em xin phép là sẽ mời anh chị vào bên trong với phần khoang máy của xe để chúng ta cùng tham khảo đối với phần máy móc bên trong của xe này. Một chiếc xe này đây ạ. Vâng, mẫu xe Mạc thì anh chị có thấy được sắp xếp những khu vực ở trong khoang máy thì cũng rất là gọn gàng. Đó. Và máy thì rất là hầm hố luôn và đẹp này. Cho anh chị tham khảo này. Đó. Và máy bên trong thì cũng rất là sạch sẽ anh chị nhá. Đây, hệ thống phanh ABS này, trang bị chống bó cứng phanh và hệ thống chống trơn trượt khi chúng ta tăng tốc. Đấy. Rất là nhiều chế độ nhá. Anh chị nào mà muốn biết nhiều hơn thì hãy lên Google, chúng ta hãy search ra là thông số kỹ thuật của chiếc xe Mạc E200 2012 nhá. Đó. Khoang máy bên trong rất là sạch sẽ này. Và em cảm ơn quý vị và anh chị đã quan tâm theo dõi video của em, đồng hành cùng kênh. Xin quý vị và anh chị nhấn vào nút đăng ký kênh và rung chuông để được nhận những video mới nhất và những chiếc xe mới nhất từ bên em cập nhật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.